Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo là Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xuất bản năm 1931 đến năm 1975, do các giáo sĩ Tiền Phong, cố mục sư Ông Văn Huyên, cố mục sư Trần Thự Quang và cố mục sư Đoàn Văn Miên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Thánh Kinh Báo, chỗ yếu trong kẻ mạnh. Do vậy, có điều ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình thương yêu ban đầu. Khải Huyền đoạn 2 câu 4. Tục ngữ ta có câu: trời không cho hùm, có vai. Câu ấy tuy đơn sơ, song hàm ý tỏ ra chẳng ai trên đời này là toàn năng, toàn tài. Ai cũng có chỗ thiếu, chỗ yếu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng, há có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng? Và Ngài ở trong ai, khi ai đó hoàn toàn thuận phục Ngài, thì đều có thể nói: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thế mà tại sao trong thánh sử cũng chang chang những gương anh hùng thất bại, ban đầu tươi sáng như vầng hồng chói rạng, mà đến cuối cùng chẳng khác lúc ác lạnh ngày đông, mưa heo gió bấc. Kìa, lực sĩ Samson, anh quân Salomon, thầy tế lễ Heli, và còn nữa, còn nhiều nữa, đều còn đương nói lớn với chúng ta cái câu đau đớn: anh hùng thất bại. Điều ấy chẳng có gì là bí mật khó hiểu cả, chỉnh chẳng qua là chỗ yếu trong kẻ mạnh đấy thôi. Samson đã biết rõ, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời rồi, không bao giờ nên để cho dao cạo đưa qua đầu mình thì mới mong giữ được sức mạnh vô địch của thần Chúa ở trong mình. Thế mà Samson đã để cho xác thịt cai trị, đành ngủ say trên tay của một kỳ nữ, đến nỗi người ta cạo 7 mái tóc trên đầu mà không biết, khiến thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi mình mà không hay. Bởi thế, dù vốn là một lực sĩ thắng hàng trăm, hàng ngàn giống tướng dễ như trở bàn tay, mà nay phải chịu trói, chịu khoét con mắt, chịu làm trò mù cho dân vô đạo mua vui. Ôi, chỗ yếu của Samson chỉ là chiều theo tư dục của xác thịt. Đúng như Thánh Gia-cơ đã dạy, nhưng mỗi người bị cám dỗ là bị tư dục mình lôi kéo, câu nhữ. Đoạn, tư dục đã hoài thai thì sinh ra tội lỗi đã lớn lên thì sản xuất sự chết.
Gia Cơ đoạn 1 câu 14-15. Salomon cũng sập cái bãi hố của Samson đã đào. Lúc được ơn khéo nối ngôi cha, yên định cõi bờ, thống trị toàn dân rất hân thạnh, xây dựng đền thờ và cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ, danh vang khắp cõi, đến nữ hoàng danh vọng Nam Phương cũng không nể ngàn dặm xa xăm mà đến cung chim ca ngợi. Thế mà lúc vãn niên của Salomon vô cùng đen tối cũng chỉ vì sa vào cái hầm Đa Thê, thậm chí lấy đến cả những người nữ ngoại bang là dân vô đạo, rất dị đoan mê tín, thành thử lúc sau cùng của đời người rất ảm đạm, thật chỉ do chỗ yếu đáng tiếc của người buông thả, không biết tự chế ngự. Heli thì mang một chức vụ thánh, thay cho toàn dân mà phụng sự Jehovah trong đền thánh. Tuy người đã biết tánh quái cỡ của các con mình mà không lo răn dạy, để chúng làm thỏa xác thịt, lấy bụng mình làm chúa mình mà không kể đến chức vụ trong nơi thánh của Chúa. Bởi vậy, nên dầu người là thầy tế lễ đi nữa cũng phải chịu sự kết cuộc đau khổ cho đời vinh hạnh của mình. Ấy là chỗ yếu của người, dầu là người của Đức Chúa Trời. Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã. Dường ấy, những kẻ mạnh đều bị ngã vì chỗ yếu của họ, cả thảy sao? Không đâu, kìa, Abraham có chỗ yếu chứ. Tẻ đường xuống Ai Cập cầu thực, trong cơn đói kém, nói dối gọi vợ là em để cầu an. Gia cướp đại xảo đa mưu, chối cha gạt anh và lận cậu. Song Abraham không nghiêng ngã, Gia cướp không té xỉu, chỉ vì họ đều biết chỗ yếu của mình và ăn năn thành thật, nên sức mạnh của Đức Giê-hô-va không lìa khỏi hai thánh tổ ấy, mà họ vẫn đứng và vẫn treo gương sáng muôn đời chung soi. Xem lại hội thánh Ê-phê-sô, ta thấy hội thánh ấy thật mạnh mẽ ít có, nào lao khổ không sờn, thẳng thắn với kẻ ác, có khả năng xét biết sứ đồ, chịu đựng nặng nhọc mà không mòn mỏi ghét bỏ tà giáo. Họ đã làm được việc và được nhiều việc cho Chúa rất đáng kể. Thế mà họ bị một chỗ yếu, bỏ tình thương yêu ban đầu. Chúa không vì bao điều tốt kia mà bỏ qua chỗ yếu của họ, nên Ngài cảnh tỉnh họ rằng: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa suốt từ đâu, hãy ăn năn và làm công việc ban đầu, bằng chẳng ta sẽ đến cùng ngươi, cất giá đèn ngươi khỏi chỗ nó, miễn là ngươi ăn năn thì thôi. Vậy chúng ta giàu có chỗ mừng rỡ ngợi khen Chúa đã ban cho ta nhiều ân tứ hơn người, đã tỏ ra người mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, song cũng nên thận trọng mà tìm xét chỗ yếu của mình, run sợ mà làm nên sự cứu rỗi cho mình, hầu cho lúc nào cũng được làm cái bình thanh sạch hữu dụng cho nhà Chúa. Amen. Thánh Kinh Thánh. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành, quyết công bồi dồi sầu nao kinh kinh. Dẫu phương hay họa tôi vững lòng tin, có tay Giêsu dìu dắt vẹn quyền. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi. Tôi nguyện làm môn đồ tin chung suốt đời, bởi tay Giêsu dìu dắt không rời. Đến khi công việc trên đất vẹn toàn, bởi ơn cứ Chúa giao cũng khải hoàn. Chẳng nào từ hà sao sông nghịch chưa, Giêsu dẫn tôi, chính tay Giêsu hằng dẫn tôi.
không rời. Sự cầu nguyện riêng của người truyền đạo. Bài viết của C.H. Spurgeon. Nói chuyện với các bạn là những mục sư truyền đạo về những công dụng lạ lùng của sự cầu nguyện riêng thì dường như là một điều không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, tôi không thể không nói được các bạn ạ. Đối với các bạn là những vị đại sứ của Đức Chúa Trời, thì ngôi thi ân hoặc ngôi ơn phước có một công năng vô giá. Các bạn càng gần gũi thiên đình chừng nào thì lại càng làm trọn thiên trách bấy nhiêu. Tôi biết rằng trong tất cả những ảnh hưởng căn bản để khiến một người được Đức Chúa Trời tôn trọng trong chức vụ, không có gì mạnh mẽ hơn là chính sự người ấy hằng gần gũi, ngôi thiên ân. Nếu đem so sánh với sự rèn luyện thuộc linh và tinh tế do sự thông công với Đức Chúa Trời, thì tất cả sở đắc mà một trường kinh thánh có thể đem lại cho một sinh viên bất quá chỉ là tầm thường và thuộc bề ngoài mà thôi. Trong khi nhà truyền đạo tập sự đang loay hoay xung quanh sự học hỏi của mình, thì sự cầu nguyện chính là cái dụng cụ mà đấng thợ gốm cao cả dùng để uốn nắn nên chiếc bình của Ngài. Tất cả những thư viện và văn phòng của chúng ta chỉ trống rỗng nếu đem so sánh với chiếc phòng kín của chúng ta. Chính nhờ sự cầu nguyện riêng mà chúng ta lớn lên, tầm thước vóc dạc và chiến thắng quân thù. Trong khi những bài diễn văn của các bạn chỉ phớt qua trên cái đài, thì những lời cầu nguyện của bạn chính là những phụ lực công hiệu hơn cả. Đang lúc những kẻ khác, giống như Ê-sau, đang đi săn đuổi phần ăn của mình, thì bạn, nhờ lời cầu nguyện, có thể tìm được miếng thịt ngon lành ngay trong nhà mình. Và có thể nói cách thành thật, câu mà Gia-cốp đã nói dối cha mình rằng: Jehovah Đức Chúa Trời đã đem thịt ấy đến cho con. Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 20. Nếu bạn có thể đặt cây viết vào con tim của bạn và thành khẩn cầu nguyện với Chúa, thì bạn sẽ viết rất hay. Và nếu bạn có thể thâu thập tài liệu trên đôi đầu gối của mình tại cửa thiên đàng, thì bạn sẽ giảng rất giỏi. Sự chuyên tâm, trì chí, cầu hỏi nơi ngôi thánh sẽ vén bức màn lên và ban ơn cho chúng ta nhìn thấy những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Một nhà thần học thanh giáo, một phái Tin Lành bên nước Anh, tức là Puritanism, cứ mỗi lần dự một cuộc biện luận thì người ta thường thấy ông ghi chú vào một mảnh giấy trước mặt mình. Có lắm người tò mò liếc xem ông ghi chú những gì, thì họ chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ này: Lạy Chúa, xin ban thêm sự sáng. Lạy Chúa, xin ban thêm sự sáng. Và ông cứ viết đi viết lại câu ấy không biết bao nhiêu lần trên mảnh giấy. Ôi, thật là một lời cầu nguyện êm dịu, đáng làm gương mẫu cho học sinh của Kinh Thánh trong lúc sửa soạn bài giảng của mình. Lời cầu nguyện sẽ phụ lực cho bạn một cách đặc biệt trong khi bạn giảng. Thật, không gì có thể giúp bạn giảng cách lạ lùng cho bằng khi bạn vừa mới từ núi Linh Giao với Đức Chúa Trời bước xuống để nói chuyện với loài người. Không ai có thể biện hộ cho loài người cách hữu hiệu bằng chính người đã vì họ mà vật lộn với Đức Chúa Trời. Người ta thuật lại về nhà thần đạo Alain của nước Anh rằng: ông ta dốc đổ cả tấm lòng của mình trong sự cầu nguyện và giảng dạy. Những lời khẩn thiết khuyên lơn của ông đượm tình yêu thương, đầy tinh thần sốt sắng, đầy sức sống và một cảm lực thánh đến nỗi những lời ấy luôn chiến thắng người nghe. Lòng ông tan chảy vì họ đến nỗi ông đã làm cho họ tan chảy và lắm khi đánh vỡ ngay những tấm lòng chai đá hơn hết. Ôi, nếu lòng ông đã không phơi ra trước ánh nắng miền nhiệt đới của mặt trời công nghĩa bằng cách giao thông riêng biệt với Cứu Chúa Phục Sanh, thì ắt không thể nào có được sự làm cho lòng người tan vỡ như vậy. Một bài giảng thật cảm động, đầy cảm lực mà không có sự giả ngộ chỉ là kết quả của sự cầu nguyện mà thôi. Không có nghệ thuật nói nào ngoài ra con tim và cũng chẳng có trường huấn luyện nào ngoài ra gốc cây thập tự. Thà các bạn chưa bao giờ học khoa hùng biện của loài người
mà đầy năng lực của tình yêu thương thiên thượng, còn hơn là các bạn phải nghiền ngẫm những phương pháp của các nhà biện sĩ Quintilian, Cicero và Aristotle, mà lại thiếu sự sức dầu của các sứ đồ. Sau khi giảng, làm thế nào một nhà truyền đạo có tâm huyết có thể bày tỏ nỗi lòng của mình và tìm được sự an ủi cho tâm linh mình nếu người từ chối không chịu đến trước ngôi ơn phước? Trong lúc mà lòng ta băn khoăn cực điểm, thì thử hỏi làm thế nào để giải khuây nếu không phải bởi sự cầu nguyện cấp tốc? Hoặc giả trong lúc chúng ta vì quá lo sợ sự thất bại mà buồn rầu chán nản, thì làm thế nào có thể được an ủi nếu không dốc đổ lòng của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời? Ôi, biết bao lần chúng ta cứ lăn qua trở lại cả đêm trên giường mình vì cớ lo lắng những thiếu kém trong bài giảng của mình. Biết bao lần chúng ta ước gì mình được đứng ngay ở trên tòa giảng để nói lại cách sốt sắng, nhiệt thành hơn điều mình vừa giảng cách nguội lạnh bơ thờ. Há có chỗ nào chúng ta có thể tìm được sự an nghỉ cho tâm linh ngoài chỗ xưng tội mình ra và tha thiết cầu xin Chúa đừng để những sự yếu đuối và dại dột của mình ngăn trở thánh linh của Đức Chúa Trời. Trong cả một hội chúng, ta không thể nào dốc đổ cả tình yêu của lòng mình đối với bầy chiên. Nhà truyền đạo đầy dẫy tình yêu thương cũng biết tìm nơi để khóc như chính Joseph thuở xưa. Người có những tình cảm mà người có thể tự mình bộc lộ cách hồn nhiên, thì trái lại, đứng trên tòa giảng, những tình cảm ấy bị trói buộc khó bộc lộ ra, và duy trong những giờ phút cầu nguyện riêng là lúc mà người có thể dốc đổ tất cả sự lòng của mình ra. Nếu chúng ta không thể chiến thắng loài người cho Đức Chúa Trời, thì ít nữa chúng ta cũng sẽ gắng sức chiến thắng Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cho loài người. Chúng ta không thể cứu rỗi họ hoặc đến nỗi không thể thuyết phục họ tin Chúa để được cứu, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể than thở về sự ngu dại của họ và khẩn xin sự can thiệp của Cứu Chúa chúng ta. Người mục sư truyền đạo mà không chịu sốt sắng cầu nguyện cho chức vụ của mình thì chắc chắn chỉ là một người hay khoe khoang và rỗng tuếch. Người ấy làm việc gì cũng dương dương tự đắc, rằng mình đủ tài đủ sức lắm rồi và vì đó không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng nếu chúng ta quan niệm rằng sự giảng luận của chúng ta có đủ quyền lực khiến người ta cải ác tùng thiện và đem họ trở về cùng Đức Chúa Trời, không cần hành động của Đức Thánh Linh, thì thật là một sự kiêu ngạo, bá vơ, vô căn cứ. Nếu thật chúng ta có tâm tình khiêm nhượng, thì chẳng bao giờ chúng ta lại dám đường đột xông vào chiến trận, cho đến khi Cứu Chúa Vạn Quân đã mặc tất cả quyền phép vào cho chúng ta và hạ lệnh cùng chúng ta rằng, hãy xông vào trận tuyến đi. Người mục sư truyền đạo mà coi thường sự cầu nguyện nhiều, chắc chắn là người rất hốt lược và cổ thả trong chức vụ mình. Người ấy chưa hiểu sự kêu gọi mình, người đã không thể chắc định chân giá của linh hồn và cũng chưa ý thức chính nghĩa của cõi đời đời. Người ấy chẳng qua là một công chức không hơn không kém, sở dĩ bước chân vào nghề giảng đạo chẳng qua là để mưu sinh hoặc chỉ là một anh chàng giả hình khả ố, ưa chuộng sự khen ngợi của loài người mà chẳng quan tâm đến sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Chắc chắn người ấy sẽ trở nên một anh chàng nói ba hoa nông nổi, chỉ được thiên hạ ưa thích hơn hết, nơi nào mà người ta coi thường giá trị của ân điển hơn hết. Bất quá như một vở kịch rỗng tuếch, lại được người ta say mê hơn hết. Người chẳng có thể nào trở nên một trong số những người cày sâu, cuốc bẫm và gặt hái dồi dào. Người chỉ là một anh chàng đi cà rỡn, gặp đâu hay đó, chứ chẳng phải là một người chí chuyên làm việc. Người chỉ khoác danh một nhà truyền đạo để sống nhưng kỳ thực đã chết. Trong đời sống của người, người chỉ bước đi cách khập khiễng như trong ngôn đoạn 26 câu 7 chép: ống chân người què đồng đưa vô dụng. Vì hai ống chân người bị soi le mất, sự cầu nguyện thì lại ngắn hơn sự giảng luận. Ôi, chỉ vì chúng ta bơ thờ lơ lửng trong sự cầu nguyện mà chúng ta đã mất biết bao phước hạnh. Và nào ai trong vòng chúng ta biết rằng mình quá ư nghèo nàn,
nếu đem so sánh với sự giàu có mà đáng lẽ chúng ta đã được hưởng nếu chúng ta cứ sống mỗi ngày càng gần gũi với Chúa hơn trong sự cầu nguyện. Thôi, những sự than tiếc ức đoán chỉ là vô ích, nhưng một sự quyết định nhiệt thành hối cải thật muôn phần ích lợi hơn. Không phải chúng ta chỉ nên cầu nguyện nhiều hơn, mà là phải cầu nguyện nhiều hơn. Giờ đây, sự kiện chính là bí quyết của sự kết quả mỹ mãn trong chức vụ là ở trong sự đến gần ngôi tri ân. Trích dịch báo The Overcomer, số tháng 1 năm 1956, do Thiên Dân dịch. Của Ban Chí đạo Tin lành Việt Nam. Nhị Mỹ. Hồi tưởng lại lúc trước, Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông mục sư Huỳnh Văn Ngà thành lập được chiếc tàu Tin lành để đi lưu hành giảng đạo trong toàn cõi Nam Việt. Nhờ ơn Chúa đã đem Tin lành cứu rỗi và đem rất nhiều linh hồn lạc mất trở về cùng Chúa. Nhưng than ôi, vật đổi sao dời, ông Huỳnh Văn Ngà cũng ở trong tình trạng đó. Ông bệnh, ông đau, rồi ông về với Chúa. Từ ấy đến nay, chiếc tàu Tin lành bạc tâm dạng trong các miền sông rạch Nam Việt. Cơ hồ như chiếc tàu ấy cũng chết theo vị chỉ huy của nó. Nhưng Tin lành và tư tưởng truyền bá Tin lành lan rộng ra, không hề chết đâu. Nó vẫn tiềm tàng ở trong một số con cái Ngài. Chẳng khác nào một hột giống tốt chờ dịp sẽ nảy nở mọc lên. Quả thật vậy, năm 1952, Đức Chúa Trời có cảm động ông mục sư Nguyễn Văn Tống và ít nhiều con cái Chúa ở hội An Thái Đông đứng ra thành lập ngay một chiếc ghe nhỏ để đi giảng đạo lưu hành trong các sông rạch. Rồi đến năm 1953, tôi đến gia nhập vào ban với ông Tống. Nhờ ơn Chúa đổi lại một chiếc ghe thứ nhì đẹp hơn, đi lưu hành xa hơn. Công việc Chúa làm như một vết dầu lan. Đến lượt này, Chúa có cảm động tôi tại Nhị Mỹ, mở ra một hội đồng phục hưng 3 ngày, 3 đêm. Có mời con cái Chúa trong 6 hội thánh nhóm lại là những hội Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Mỹ An, Hồng Ngự, An Thái Đông và Mỹ Tho. Các mục sư giảng dạy có Nguyễn Văn Tống, Nguyễn Đức Thế, Lê Kim Ngân và tôi thay nhau giảng phục hưng hội thánh. Riêng tôi chịu trách nhiệm giảng một bài về đề mục là trả nợ Tin lành mà mình đã mắc. Thể theo 2 câu gốc trong Roma đoạn 12 câu 8 và đoạn 1 câu 14. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Roma đoạn 1 câu 14. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Sau khi giảng, tôi liền mở cuộc lạc quyên để sắm chiếc tàu Tin lành, thành lập ban chứng đạo lưu hành Nam Việt, gọi là để nối và làm cho sống lại chiếc tàu Tin lành của ông mục sư Huỳnh Văn Ngà đã tạm gián đoạn. Dự định là 20.000 đồng. Tạ ơn Chúa, toàn thể hội đồng đều sốt sắng để trả nợ yêu thương bằng cách hưởng ứng và hứa ngay số tiền. Kết quả được gần 18.000 đồng. Hội đồng này nhóm vào tháng 8 năm 1955. Cuối năm
1955 thì chúng tôi đã góp tiền đem mua tàu, làm mui, sơn phết, vẽ vời đẹp đẽ như hình in trong báo đây. Tạ ơn Chúa, tàu làm xong, chúng tôi làm lễ hạ thủy đầu năm 1956, ngày 18-19 tháng 2 năm 1956. Từ ngày hạ thủy tới nay, ban chúng tôi đã đi lưu hành trải qua 16 địa điểm, từ Nhị Mỹ lên Châu Đốc, xuống Bến Tre và Sóc Sãi. Kết quả phát sách trên 1.000 quyển. Nhưng hiện nay ban chúng tôi rất thiếu sách. Người nghe trên 6.000, người tin được 200. Đặc biệt là ban chúng tôi hiệp với ông mục sư Phan Văn Miên ở Châu Đốc, vận động với ông tỉnh trưởng Châu Đốc, được vào khám lớn giảng tin lành cho anh em tù phạm. Kết quả, sau khi tôi giảng, có 27 linh hồn ăn năn. Cảm ơn Chúa, hiện ở trong khám đường Châu Đốc, đa số tù phạm là tín đồ, đương học câu gốc để lãnh thưởng bằng kinh thánh do bà giáo sĩ Jeffrey thưởng. Họ cũng đương học thánh kinh hàm thụ nữa. Vui quá, đáng ngợi khen Chúa thay. Hiện nay mỗi chiều Chủ nhật, ông Phan Văn Miên ở Châu Đốc có phận sự vào khám đường giảng cho anh em ở trong đó. Thật, Chúa biến khám đường trở nên hội thánh. Thật là tài cứu Chúa rất lạ. Thật ơn Chúa dồi dào. Chúng tôi chỉ viết lược ít hàng về tin tức của ban để toàn thể con cái Chúa ở khắp nơi hiệp cùng ban chúng tôi, trước để ngợi khen Chúa, sau cũng để nhớ đến ban chúng tôi mà cầu nguyện cho. Để ban chúng tôi tiến mạnh về mọi mặt như vết dầu lan trên toàn sông rạch Nam Việt, để trả xong nợ tin lành trước ngày Chúa đến. Amen. Quý ông bà anh chị em ở khắp nơi muốn hỏi điều chi về ban này hoặc gửi thư từ cho ban chúng tôi thì theo địa chỉ này: Ngô Văn Lái, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Nhị Mỹ, nhờ Hội Thánh Cao Lãnh chuyển giao. Ngô Văn Lái. Trẻ em, quyển Kinh Thánh Đức Bay. Cách đây trên 300 năm, tại một tỉnh kia ở nước Đức, có sự bắt bớ đạo Tin Lành dữ dội. Những người cầm quyền ra lệnh cấm giữ Kinh Thánh trong nhà. Suốt mấy năm trời, vào lúc mặt trời lặn
Người ta nhìn lên đỉnh đồi, thỉnh thoảng thấy từng đám lửa bốc cháy đen nghịt. Đó là nơi quân lính dồn đống kinh thánh đã sắp bố, được trải qua nhiều làng. Họ cố làm cho đạo Chúa hóa ra tro tàn và đức tin môn đồ biến thành mây khói. Dù có lệnh nghiêm ngặt như thế, song kinh thánh vẫn còn. Từng nhà chia nhau học kinh thánh, các em nhỏ phần đông thuộc lòng từng đoạn. Nếu gia đình có 6 người, ông cha lo học một sách, bà mẹ lo học sách kế cận, các con cái lo học sách tiếp theo. Như thế gia đình ấy đã có 6 quyển sách sống. Nhiều người kém trí nhớ, họ lo giấu kinh thánh trên nóc nhà, chôn ngoài ruộng hoặc giữa bức tường. Gia đình ông bà Hotman là một trong những gia đình tin kính ấy. Do đấy câu chuyện quyển kinh thánh biết bay đã xảy ra giữa họ vào một chiều đông u ám. Bấy giờ vào khoảng 5 giờ, bóng tối của sương mù sắp bao phủ tòa nhà gạch của ông bà Hotman. Ông đi làm sở bưu điện chưa về. Bà cùng cô con gái tí đơ ngồi bên lò sưởi, cặp mắt hai mẹ con như mơ màng, hy vọng điều gì ở chốn xa xăm. Cạnh lò sưởi đặt một bếp than ríu ríu lửa hồng, trên đấy nồi cháo lớn đang sùng sục nhảy reo. Cái nắp đã được bà cất bên cạnh cho cháo khỏi sôi trào. Bỗng bà đứng dậy, nâng chiếc tủ chè xinh xắn, dùng cây nhọn nạy miệng váng dưới rầm, rồi thò tay lấy vật bí mật. Một quyển kinh thánh bìa da nho nhỏ. Bà cẩn thận trố mắt nhìn ra ngoài và khép mấy cánh cửa lá sách lại. Bà đưa cho cô gái 10 tuổi ngoan ngoãn của bà. Con dở Thi Thiên 91 đọc cho mẹ nghe con. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chi cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Giọng đọc trong trẻo chậm rãi, dịu dàng của Tider khiến cho mẹ già mỉm cười, âu yếm. Song tiếp theo nụ cười là những hạt nước mắt chảy rằng ri trên hai má tóc xanh của bà. Tider đọc gần hết đoạn, thình lình có tiếng đập cửa rầm rầm. Bà Hotman đứng phắt dậy, mặt xanh như lá cải. Tider giật mình, hai tay vung lên, chân run cầm cập. Bà lão chưa kịp mở cửa, năm người lính vạm vỡ đã tung ngõ sau nhảy sổ vào. Tiếng giày đinh, súng sắc, bọc đạn thi nhau khua nghe rất rùng rợn. Một tinh lính quát tí đơ, kinh thánh đâu, chỉ mau. Em không biết ạ. Vừa đọc gì khi nãy bà già kia? Bà Hotman đứng yên lặng như pho tượng. Bọn lính đập báng súng xuống nền, lên cò lắc cắc. Dọa nạt ầm ĩ, rồi họ chia nhau lục soát góc bếp, thùng rác, kẹt cửa, gầm giường, những chỗ có vẻ nghi ngờ đều bị bươi xới. Trong lúc ấy, củi lò sưởi đua nhau nổ lốp bốp, cháo trên bếp tàn cũng lặng lẽ đóng thành lớp váng trắng tinh. Đổ mồ hôi hột mà chẳng tìm thấy được kinh thánh đâu, bọn lính tức tối, xô cửa ra đi giữa tuyết rơi lá rụng. Lính khuất bóng, ông Hotman cũng vừa bước chân vào nhà. Bây giờ hai mẹ con mới hoàng hồn để thuật câu chuyện hãi hùng vừa qua. Quyển kinh thánh không biết chạy đường nào mình ạ, thật kỳ lạ quá chừng. Bố ơi bố, con vừa cầm đọc, thình lình có tiếng đập cửa, con giật mình, tay chân con run rẩy, rồi không rõ quyển kinh thánh biến mất đằng nào. Ông Hotman cẩn thận lục soát lần nữa. Ông nhìn lên, cúi xuống, quỳ chỗ này, ngó hóc kia mà chẳng thấy kinh thánh đâu cả. Bố ơi, chắc quyển kinh thánh biết bay bố ạ. Phập phồng, cả nhà ngồi quanh lò sưởi dùng bữa. Ủa, bà có nấu xương hay sao mà cứng cứng dưới này vậy? Không. Thôi rồi, quyển kinh thánh đã rớt trong nồi cháo. Hallelujah! Đức Chúa Trời đã làm cho quyển kinh thánh biết bay, hầu cho gia đình được cứu. Hallelujah! Hỡi các em yêu dấu, lời Chúa khiến lòng chúng ta trong sạch, giúp chúng ta vững vàng khi gặp hoạn nạn và có thể giải cứu chúng ta lúc gian truân như sách Thi Thiên 91 đã mô tả. Hãy để lời Chúa bay vào lòng và cũng phân phát lời Chúa cho bạn trẻ các em nữa. Đừng ngăn trở, đừng ích kỷ các em nhé. Bài viết của Nguyễn Lĩnh. Oh.
quy dư đầy trên thế gian này, đuôi theo ta toàn nuốt hàng ngày. Trước đấng có quyền xua nó lùi liền, chúng ta không kinh kiếp ưu phiền. Kìa vua tối tăm dân trăng, thật ta nay hắn quê quang nhất thời, an hắn xưa chúa đẹp rồi, thúc tu khi Christ phán một lời. Tiếng phán đây nghìn thua vơn đường toàn, thế gian kinh chế chẳng suy mòn. Tôi có chúa gần tiếng gọi của rừng xanh. Đây, chi phải nộp. Chi phải nộp dân số độ 2.000 người ở rải rác trong 26 làng, xa Di Linh hơn 20 cây số, chạy dài giáp đến ranh tỉnh Phan Thiết. Trên đường đi đến chi phái này, một bên là vách núi, một bên là hố sâu thăm thẳm. Dưới chân núi xa kia là một con sông ngoằn ngoèo chảy quanh co theo sườn núi, uốn khúc lượn quanh rồi chảy thẳng xuống đồng bằng Phan Thiết. Xa xa một làng nằm trên đỉnh núi, trong thì gần mà đi thì cả buổi đường. Nọ dưới tận cùng chân núi, một làng ẩn hiện kế bờ sông qua rặng cây rừng. Muốn đi xuống đó phải trải qua con đường quanh co, lần từng bước một, kèm mỗi bước đi. Bởi nếu mỏi gối chồn chân, trật đi một bước là bị lăn xuống, va vào đá và gai góc, không tài nào gượng lại được. Từ khi chiến tranh cho đến ngày có hiệp ước Geneva, con đàn này chỉ để cho quân đội Pháp dùng và người thượng du đi mà thôi. Ngoài ra không một ai được phép lai vãng. Cảm ơn Chúa, ngày 8 tháng 3 năm 1956 vừa qua, Chúa cho chúng tôi có dịp tiện đi giảng cho chi phái này đến ngày 24 tháng 3 năm 1956 mới trở về. Chúng tôi thăm và giảng đặng 17 làng phía gần đàn, còn phía bên núi kia thật là xa, phải đi bộ xuyên rừng vượt núi thì chúng tôi sẽ đi lần sau. Trên xe jeep nhỏ có giáo sĩ George Irwin, một tập sự thượng du, hai tín đồ thượng và tôi với đồ cần dùng đi rừng. Chúng tôi đi tới làng đầu tiên kề bên đàn vào lúc chiều ngày 8 tháng 3. Cảm ơn Chúa, tại đây Ngài có dự bị cho chúng tôi một cái nhà tranh dùng làm chỗ bỏ thăm cho người thượng, không có vách phên nhưng đỡ cho chúng tôi khỏi đóng trại mệt nhọc. Sau khi chỗ ở tạm xong, chúng tôi đi lên làng ở trên triền núi, thăm và làm quen với họ. Từ chập đôi ba người mang cùi vác chà gạt vô làng, miệng thở hổn hển, mình nhễ nhại mồ hôi. Mà hỏi ra, biết họ vừa ở rải trở về. Họ phải đi xuống đến chân núi, qua sông, rồi leo dốc núi kia mới đến rải. Như vậy, mỗi ngày bốn lượt lên xuống mệt nhọc vô cùng. Chờ cho họ dùng cơm xong, chúng tôi đốt lửa mời họ nhóm lại nghe giảng. Trong đêm tối bên cạnh đống lửa, họ vừa nghe vừa hơ lửa, vừa nhìn vào tấm hình Chúa Giêsu treo gần cây đèn dầu hôi, lắng tai nghe tập sự sạch giảng. Chúng tôi thấy cảnh sống họ khốn khổ đáng thương,
tâm hồn họ cũng mù mịt như cảnh vật xung quanh, không biết đâu là con đường hạnh phúc. Tin lành Chúa vừa chiếu rọi vào tâm trí họ, họ như người mới thức giấc, chỉ nghe chứ không tỏ ý gì. Sau khi giảng, chúng tôi lại cho họ nghe bài hát và bài giảng thâu thanh trong dĩa. Ai nấy đều lạ lùng vì lần thứ nhất nghe máy phát ra tiếng nói của họ nên họ rất vui thích. Giải tán rồi, còn vài người ở lại, chúng tôi trò chuyện với họ đến 10 giờ mới đi nghỉ. Qua ngày sau, chúng tôi đi đến một làng ở trên ngọn núi, cách trại hơn 4 cây số. Chúng tôi tự nghĩ, làm sao họ có nước để dùng? Khi đến nơi, chúng tôi thấy họ dùng nước từ trong khe đá, cách làng 510 thước. Họ chắp 120 ống nứa cho nước chảy tới làng. Thật là lạ lùng thay, quyền phép của Chúa làm cho nước chảy trong khe đá, mà lại ở trên ngọn núi, không khác chi nước ở trong hòn đá tại đồng vắng cho dân Do Thái nhờ đó mà thoát khỏi chết khát. Giảng xong ở trò chuyện cùng họ đến 8 giờ tối, chúng tôi mới trở về trại nghỉ. Trưa hôm sau lại đi xuống một làng ở dưới tận chân núi Đạ Clơ. Đi lên mau mệt mà đi xuống cũng không khỏe gì, bởi đằng đi lởm chởm đầy đá và xen lẫn gốc cây, có bực dài bực ngắn, quanh quẹo và dốc hơi đứng, khiến cho chúng tôi phải cẩn thận từ bước một, hai chân kềm giữ sức nặng của thân mình muốn ngã tới luôn. Đàn đi như thế mà người thượng lại coi là không dốc máy như những con đàn khác khó bội phần hơn. Đi gần nửa giờ đến chỗ có nước chảy, đất hơi bằng, có nhiều cây cao và dây trầu của họ trồng để ăn và bán mà mới có nửa đàn thôi. Dầu mồ hôi ướt cả áo, chúng tôi cũng phải ráng đi cho đến xong để tắm, kẻo không thể chịu nổi sức nóng đang như thiêu chúng tôi. Qua xong, chúng tôi thấy có nhiều người đang phát rải đốn cây ở triền núi bên kia, đó là người làng chỗ chúng tôi để xe. Khi vào làng ở giữa bờ sông, chúng tôi gặp mấy anh em học trò đã học tại Di Linh và đã có nghe chúng tôi dạy sự tích Kinh Thánh. Đó là những em mà chúng tôi có hy vọng Chúa dùng để cứu cả làng về sau này. Sau khi giảng xong, họ mời dùng cơm. Chúng tôi lội qua sông, đi dốc khác cho gần hơn. Sông dốc này lại đứng hơn và khó đi hơn nữa. Chúng tôi lại một phen nữa ướt như tắm, dầu lúc đó là 9 giờ tối. Đã ở đêm giảng cho 3 làng, chúng tôi lại phải đi đến làng khác và ít có đàn xe vào làng, nên chúng tôi phải tìm làng ở gần đàn nhất đặng để xe. Sau khi đóng trại, chúng tôi gặp phải một sự cố khó là vấn đề nước, vì ở xa làng thì bị xa nước, mà nhằm vào mùa nắng nên nước chảy giọt dường như muốn khô cạn, phải hứng hơn nửa giờ mới đầy thùng. Người trong làng cũng phải chịu khó mỗi lần đi lấy nước. Tại nơi đóng trại thứ nhì, chúng tôi cũng ở 3 ngày, đi giảng cho những làng xung quanh. Dầu gần hay xa, chúng tôi đều đem máy hát và dĩa tiếng thượng theo, hát cho họ nghe, thánh ca và bài giảng. Sau đó lại dùng hình giảng thêm cho họ, nên họ rất thích nghe. Các em trong làng chỗ chúng tôi ở tỏ ra quyến luyến và ham thích. Sáng, trưa, chiều đều đến trại nên chúng tôi dạy mấy em hát bài mến yêu Giê-xu vô cùng. Chỉ vài lần các em đã thuộc. Trong 3 ngày ở đó, các em cứ hát luôn. Sau đó, chúng tôi đến làng khác. Các em lại đi theo ở thêm một ngày nữa mới chịu trở về làng. Thấy các em như thế, chúng tôi rất cảm động. Chỗ thứ 3 chúng tôi ở có 2 ngày, giảng cho 2 làng. Tại đây có điều đặc biệt là rất nhiều cọp. Mới 5 ngày trước, cọp ăn hết một con ngựa lúc 4 giờ chiều, nên 6 giờ nhà nào cũng đóng cửa. Dầu biết thế,
chúng tôi không thể nhóm sớm bởi họ còn bận việc, phải chờ sau bữa ăn cơm tối mới giảng đặng. Rời làng, nao xe, chúng tôi đi ngang qua đồn lính để đến làng Đăng Trong. Vì không biết đàn nên bị lạc, sau kiếm đặng làng ở trong xa, tại đây chúng tôi đóng trại và ở luôn một tuần, vì chỉ còn làng này ở gần đàn có thể gửi xe và trại được. Từ đó chúng tôi đi giảng cho các làng Sơ Rê Quang, Bụ Đê, Rơ Hăng Rân, Cơ Sa Đân, Cơ Sa Đít, Lăng Phát và Đăng Phrơn. Những làng này tiếp rước chúng tôi, nơi thì vui vẻ, nơi thì lại lãnh đạm. Chúng tôi không vì cái đó mà buồn họ, trái lại cảm thương họ nhiều hơn, vì họ ở trong cảnh buồn thảm của bái vật giáo, không biết đâu là đường cứu rỗi. Về phần xác họ khốn đốn vô cùng, vì mới còn trong tháng 2 ta mà phần nhiều làng đã thiếu thức ăn, phải đi vay lúa, lúa lại không có, họ phải ăn đỡ bắp. Đã đi giảng khắp hết các chi phái trong hạt Di Linh, chúng tôi không thấy chi phái nào nghèo khổ hơn chi phái này. Bởi đất họ làm rẫy xen lộn với đá nên ít màu mỡ. Thêm rẫy xa làng 3, 4 hoặc 5, 6, 7 cây số mà toàn là dốc, thấy ngán quá. Có nhiều làng nhờ làm chổi và bán lá trầu, nhờ đó đắp đổi qua ngày. Có làng chúng tôi thấy thiếu quá mà lại mời dùng cơm. Chúng tôi không nỡ ăn của họ, nên dầu đói và xa trại 6-7 cây số cũng ráng trở về nấu cơm ăn. Cũng may là đi kỳ này chúng tôi đem theo vừa đủ gạo để ăn, nếu không thì không biết phải mua ở đâu, bởi không dè họ đói khổ như vậy. Lần thứ nhất giao thiệp với người chi phái nộp, đến đâu họ cũng đều lấy làm lạ, như dân chúng tại thành Jerusalem xưa ở trong đời các sứ đồ. Vì thấy giáo sĩ da trắng, người Việt ở đâu mới gặp họ mà lại nói thông thạo tiếng của họ, khiến ai nấy đều sững sờ. Lại thêm một sự lạ nữa là cái máy bé nhỏ phát ra tiếng của họ, chỉ tỏ sự thờ phượng sai lầm của họ, rồi dạy họ biết phải thờ phượng Đức Chúa Giêsu, người đã chịu chết thay tội cho họ trên thập tự giá. Nào là tiếng con chiên đi lạc trong dĩa hát, khiến họ vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên, thích thú trong khi nghe. Có một điều họ không giống người xưa là không nhạo báng, trái lại họ rất chú ý nghe. Nên dầu chưa người tin Chúa liền, chúng tôi cũng dám tin rằng hột giống đã rơi vào lòng họ sẽ có sự kết quả như lời Chúa phán rằng: lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai đoạn 55 câu 11. Ngày 24 tháng 3 năm 1956, chúng tôi trở về sau 17 ngày trong rừng. Xin quý ông bà trong hội thánh cầu nguyện cho công việc Chúa và trách nhiệm mà chúng tôi vừa gánh thêm. Xin đa tạ. Chung Khâm Lộc, mục sư truyền giáo Di Linh.
trường Kinh Thánh Tin Lành Đà Nẵng. Nguyện vọng của tôi đối cùng nam nữ học sinh. Đức Chúa Trời lấy ơn mà lựa chọn và kêu gọi các nam nữ học sinh đến trường Kinh Thánh để học Kinh Thánh là lời của Chúa, đặng để dự bị làm khí mạnh trong nhà lớn của Chúa. Các nam nữ học sinh trong những lúc ngồi thụ giáo nơi chân Chúa đã được Chúa dùng lời của Chúa mà rèn luyện như lò thử bạc, giót thử vàng, bởi vị giáo sĩ lớn từ Chúa là Đức Thánh Linh. Các nam nữ học sinh sau khi học xong đã ra khỏi trường. Tôi nguyện vọng các nam nữ học sinh đều trở nên đại dụng cụ, được biệt ra thánh, thích dụng cho Chúa dùng. Nói cách chung, chẳng những nguyện vọng các nam nữ học sinh đều trở nên dụng cụ cho Chúa dùng mà thôi, cũng nguyện vọng cho tất cả các con cái của Chúa ở khắp nơi cũng đều trở nên dụng cụ cho Chúa, dùng theo ý của Chúa nữa vậy. Nguyện vọng của tôi như sau. Thứ nhất, nguyện vọng đối với nam học sinh. Nguyện vọng trở nên tân binh của Christ Jesus. Hãy cùng ta chịu khổ như một tân binh của Christ Jesus. Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 3. Tân binh của Christ Jesus thì vì Christ Jesus mà vui lòng chịu khổ, dõng dạc tiến ra trận địa, đánh trận tốt đẹp cho đến khi đắc thắng hoàn toàn. Người đời vì tội mà chịu khổ thì khổ càng thêm khổ, duy có vì Chúa mà chịu khổ thì khổ tận cam lai. Chẳng những khổ tận cam lai mà trong khi chịu khổ vẫn có sự ngọt ngào yên ủi, vì cớ có Chúa thương yêu và đấng yên ủi ở cùng. Vị tinh binh Phaolô nói rằng, chẳng có ai ở lính mà còn vấn vương việc đời, hầu cho đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Tỏ ra tinh binh của Christ Jesus phải hy sinh hết mọi việc đời thuộc kim sanh, không để cho một việc đời nào vấn vương, khiến cho quân vụ của mình bị ngăn trở. Đến nỗi cũng không nghĩ đến sự an nguy của tính mạng. Chí nguyện là vui lòng chịu khổ để đánh trận tốt đẹp, đắc thắng kẻ thù là ma quỷ, giải phóng linh hồn tội nhân thoát ly khỏi áp tội lỗi, đem họ được trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, hầu được đẹp lòng vị nguyên soái là Christ Jesus, là đấng thương yêu chịu chết cứu mình và sống lại chiêu mộ mình vào hàng ngũ của Ngài, và lai sanh sẽ được phần thưởng mão miệng công nghĩa của Ngài ban cho, được đồng vinh với Ngài vĩnh viễn. Tôi tin chắc ân điển của Christ Jesus Chúa chúng ta sẽ ở với các học sinh, khiến cho các học sinh sẵn sàng hy sinh hết các việc thuộc về đời này và có sức mạnh phi thường để làm tinh binh cho Ngài trước mặt thế nhân, đánh trận tốt đẹp bằng cách làm chứng cho thế nhân về sự cứu rỗi của Ngài đã làm nên bởi huyết báu của Ngài lưu ra trên thập tự giá. Nhân loại trên thế giới, trong một phút đồng hồ, không biết bao nhiêu người hư mất linh hồn, phải chịu khổ hình vĩnh viễn ở địa ngục. Hỡi nam học sanh, hãy trở nên tinh binh của Christ Jesus. Hãy dốc chí và mạnh mẽ. Hãy lấy lòng thương yêu hy sinh mọi việc ở đời này để làm trọn bổn phận đối với những người đáng thương ấy. Xông ra trận địa, chiến thắng kẻ thù là ma quỷ, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự khổ hình vĩnh viễn tại hỏa ngục. Nguyện vọng trở nên cột trụ của giáo hội. Kẻ đắc thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời ta, và người không còn ra khỏi đó nữa. Khải Huyền đoạn 3 câu 12. Vua Salomon xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Vua theo kiểu mẫu của Chúa mà dựng những cây trụ trong đền thờ. Trụ này đặt tên là Gia-kin, có nghĩa là vững bền. Trụ kia đặt tên là Bô-ách, có nghĩa là sức lực. Các vua thứ nhất đoạn 7 câu 21. Để chống đỡ đền thờ, hầu cho đền thờ được điện định, không rúng động. Chúa Giê-xu thiết lập đền thờ thuộc linh là hội thánh của Ngài, thì Ngài tá dụng người để làm cột trụ chống đỡ,
như Ngài đã tá dụng Gia-cơ, Sê-pha và Giăng để làm cột trụ chống đỡ hội thánh tại Jerusalem, Galati đoạn 2 câu 9. Cột trụ ở trên thì chịu những sườn và ngói nặng đè, bên mình thì có những kẻ dựa vào, vì thế mà cột trụ phải có lực lượng mạnh mẽ và ngay thẳng, bởi đã chịu qua sự đẽo sữa của búa rìu mới có thể thăng dụng vào đền thờ được. Hiện nay, hội thánh tại Việt Nam cũng cần có những cột trụ như thế, vì nền tự dưỡng, tự trị thuộc chất của hội thánh đang bị đe dọa, cố nhiên là bởi tài chánh thiếu hụt. Song nền tự dưỡng, tự trị thuộc linh cũng có thể bị đe dọa, vì ma quỷ muốn đem các thứ gió giáo lạ bởi trá thuật và quỷ kế của loài người từ bốn phương để thao túng, khiến cho hội thánh có thể bị lung lay. Nếu thiếu nhân tài cho Chúa dùng làm cột trụ để chống đỡ hội thánh của Ngài cách có quyền năng, thì hội thánh trong xứ sở chúng ta khó mà tránh khỏi bị lung lay và có thể đi đến sự sụp đổ chăng. Vì thế mà nguyện vọng của các học sinh đều trở nên cột trụ để Chúa đại dụng chống đỡ hội thánh của Chúa trong lúc có cần, để cho nền tự dưỡng, tự trị thuộc linh lẫn thuộc chất của hội thánh đều được điện định, không vì ảnh hưởng của gió giáo lạ có thể chi phối khiến cho rúng động được vậy. Thứ hai, nguyện vọng đối với nữ học sinh. Nguyện vọng trở nên chiếc tàu buôn chở lương thực. Trong ngôn 31 câu 14 có chép: nàng giống như cái chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mì về. Chữ nàng ở đây là chỉ về người nữ tài đức, trong châm ngôn 31 câu 10 nói cách riêng, nhưng chỉ về mọi người tín đồ của Chúa nói cách chung. Nay xin ứng dụng nàng cho các nữ học sanh. Hiện nay linh hồn của người đời đang đứng vào tình trạng đói khó, đang cùng nhau tìm kiếm linh lương để cứu sống linh hồn mình. Nhưng ở dưới trời không có linh lương cho họ tìm được, để nhờ đó mà cứu sống được linh hồn. Họ đang bỏ tiền để mua bánh, nhưng không phải bánh trường sanh để cứu được linh hồn, bèn là bánh hoạn nạn, là bánh khiến cho linh hồn bị hoạn nạn và chết mất. Vì vậy mà cần phải có các chiếc tàu buôn chở bánh của mình từ phương xa đem đến để chẩn tế cho những linh hồn đang đói khó. Ai sẽ làm các chiếc tàu buôn ấy? Kinh Thánh chép, nàng giống như cái chiếc tàu buôn ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng đây xin ứng dụng cho các nữ học sinh, vì các nữ học sinh đã học Kinh Thánh tại trường Kinh Thánh. Giống như các chiếc tàu buôn đã trang bị đạo Đấng Christ là linh lương từ Đức Chúa Trời đến. Vậy, mong các nữ học sinh là những chiếc tàu buôn hãy chở lương thực mình đến các nơi có những linh hồn đang đứng trong tình trạng đói khó, vô phương tự cứu, để chẩn tế họ cách gấp rút. Hỡi các nữ học sanh, là những chiếc tàu buôn, hãy làm trọn bổn phận như chiếc tàu buôn, chuyên lo chở linh lương để cứu giúp những linh hồn đang đói khó. Không nên làm cho mình giống như chiếc tàu chiến, chở bom lửa và đạn dược, khiến cho người sợ hãi, và cũng không nên làm cho mình giống như chiếc tàu lặn, lén lút ở đáy biển để làm hại người ta, mà người ta không nhận biết được mình từ đâu đến, cũng không biết mình sẽ đi đâu, và cuối cùng sẽ ở đâu. Nguyện vọng trở nên hoa huệ ở giữa gai gốc. Nhã ca đoạn 2 câu 2 có chép, bạn tình ta ở giữa đám con gái như hoa huệ ở giữa gai gốc. Câu này tỏ ra nguyện vọng của Chúa đối với mọi con cái của Ngài, nay xin ứng dụng cho các nữ học sinh. Hoa huệ, sắc trắng, mùi thơm là mỹ phẩm làm cho đẹp đẽ nơi diên tịch và trải mùi thơm ra cho tất cả mọi người. Biểu minh về mỹ đức và mùi thơm của Đấng Christ của những người nhân tin Chúa mà có, bởi họ mà mọi người được ích lợi mọi bề. Hoa huệ ở giữa gai gốc biểu thị như sau: người trong thế gian đều lo lắng về việc đời, ham mê sự phú quý, nhưng tín đồ thì giữ mình trong sạch, tin cậy Chúa, đầy sự vui mừng, không ham mến thế gian.
Matthew đoạn 6, câu 28, 29. Gai góc của đời hết sức tìm mưu lập kế để đem mình lên địa vị vua. Quan sát đoạn 9 câu 14, 15. Nhưng tín đồ thì có bản tánh của Chúa, không đuổi theo sự hư vinh của đời. Matthew đoạn 4, câu 8 đến 10. Người thế gian biến nhát để cho gai góc vào tâm điền. Châm ngôn 24 câu 30. Nhưng tín đồ thì ân cần phục sự Chúa để quy vinh Đức Chúa Trời. Tuy ở trong hoàn cảnh cả trời đất đầy gai góc, nhưng cứ tỏ ra các thứ mỹ đức, rải ra đầy dễ mùi thơm, không đồng hóa với gai góc và không biến nhát để cho gai góc tràn vào lòng. Vì các cớ đó mà nguyện vọng các nữ học sinh trở nên như hoa huệ ở giữa gai góc để tỏ đức hạnh đoan trang, hành vi thánh khiết, tinh thần bất đồng hóa với thế gian và rải mùi thơm của Đấng Christ ra ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất, đặt trên làm vinh hiển danh ba ngôi Đức Chúa Trời, dưới đem lại sự ích lợi cho hồn thân của nhân loại. Trước khi dừng bút, xin dùng mấy vần thơ để kết luận như sau. Binh trụ thuyền hoa Chúa có cần, học sanh nam nữ kiếp dân thân, sa trường còn hiếm tình binh sĩ, giáo hội đang cần thạch chu nhân. Khá giống tàu buôn cung thực phẩm, nên như hoa huệ tỏ tinh thần, thành toàn nguyện vọng nam như nữ, khỏi phụ cao dày thập giá ân. Bài viết của giáo sư mục sư Lê Nguyên Anh. Bia đỡ đạn. Chuyện thật của tác giả J.C. Rennie. Trên con đường trực chỉ Dublin, thủ đô nước Á Nhĩ Lan, Edward vui vẻ sung sướng vì lâu ngày mới về thăm bạn học cũ. Xuất thân từ gia đình một bá tước nổi tiếng tại Á Nhĩ Lan, công tử Edward thật là một thanh niên đầy hứa hẹn, đẹp trai, mạnh mẽ, có tinh thần thể thao, ăn nói có duyên, chàng đến đâu là được mọi người cảm mến ngài. Khi còn thơ ấu, Edward đã được một nền gia giáo vững chãi. Cha mẹ cậu là tín đồ Đấng Christ đã sốt sắng dạy con về sự tin kính Chúa từ thuở còn thơ,
và bao nhiêu người xung quanh cũng hết lòng cầu nguyện để Chúa gìn giữ và đại dụng cậu sau này. Nhưng càng ngày càng lớn, trong khi Edward theo đuổi sự học hành tại nhà trường, thì chàng thấy các bạn bè mình chơi bời, phóng túng, mà mình thì lại sống cuộc đời cấm cung như thế này, thật chán quá. Thái thường gần mực thì đen, chàng quyết định thoát ly cái lối sống khuôn thước bó buộc của gia đình, quyết ăn chơi cho thỏa mùi đời. Tội nghiệp tâm hồn ngây thơ trong trán của chàng, chẳng bao lâu đã trở thành miếng mồi ngon cho quỷ sứ và bè lũ của chúng. Từ các tửu điếm, trà đình, các cuộc săn bắn, khiêu vũ, cho đến các buổi đại hội, nhạc kịch, phim ảnh, vân vân, không có một chỗ nào là vắng bóng chàng công tử Edward. Hôm nay, chàng định ý về thủ đô Dublin để thăm lại người bạn học cũ, vốn là một tín đồ Đức Chúa Trời và con của một chủ ngân hàng. Vừa gặp Edward, bạn của chàng đã reo lên: "Ô kìa, Edward, mạnh giỏi luôn chứ?" "Cảm ơn bạn," chàng đáp. "Vui quá bạn ạ. Mấy lúc này, thôi thì tôi chơi bời thả cửa. Tôi mới đi bắn nai. À, mới đi xem đua ngựa và dự buổi khiêu vũ đặc biệt. Chà, buổi đại nhạc kịch vừa diễn ra ở nhà hát lớn, thật là mê ly làm sao." Nghe chàng nói cách thao thao bất tuyệt, người bạn của Edward chăm chú nhìn chàng cách thương hại rồi tự nhủ: "Không ngờ Edward trụy lạc đến thế, ước chi nó biết đánh giá những thú vui phàm tục ấy thì nó sẽ không còn ham thích nữa, vì đó chẳng qua là độc dược để giết hại hạnh phúc của linh hồn." Nhưng chàng không dám phản đối giữa lúc Edward vẫn bô bô kể chuyện một cách thích thú. Người bạn của Edward chỉ mỉm cười đáp: "Chà, như thế là bạn đã nếm đủ mùi đời nhỉ." Nghe bạn thuật chuyện, tôi bỗng nhớ lại một câu nói bất hủ của một vĩ nhân xưa. Người ấy đã nói rằng: "Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích." "Ô, đúng quá," của Edward như lửa đổ thêm vào dầu, sung sướng ngắt lời: "Phải chứ, chính tôi đã làm như vậy." Khoa, người bạn của Edward đọc tiếp: "Nhưng phải biết rằng mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét." Truyền Đạo đoạn 11 câu 9. Bạn của Edward nhấn mạnh từng chữ một trong đoạn cuối của câu ấy cách nghiêm nghị, như bị tát một gáo nước lạnh. Edward cuộc hứng vội vàng lấy mũ, bắt tay chào từ giã bạn mình rồi rút lui, dường như để chạy trốn cho khỏi nghe đoạn cuối của câu kinh thánh ấy. Thế là ngựa quen đường cũ, Edward lại trở về với những trò chơi trụy lạc trác tán. Nhưng sức khỏe càng ngày càng kém. Edward nhận thấy sau những cơn vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, có một cái gì lạnh nhạt và vô vị. Lạ một điều là giữa lúc cùng bạn bè cưỡi ngựa đi sang, chàng bỗng nghe bên tai văng vẳng câu: "Vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét." Lắm lúc, đường quay cuồng dưới ánh sáng xanh mờ của những nhà khiêu vũ hoặc chơi bia trong những câu lạc bộ tưng bừng, chàng cứ nghe câu kinh thánh ấy đọc mạnh vào tai. Có khi trong một canh bạc, chàng như đọc thấy câu kinh thánh lạ lùng kia nổi bật lên trên những con bài. Chàng ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh mình, nhưng không thấy gì lạ hơn. Thật là một việc quái gở. Edward không thể nào chịu đựng được nữa. Lòng chàng cứ nóng nảy như lửa đốt. Đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Vì chợp mắt thì câu kinh thánh lại hiện ra như những chữ bằng lửa. Cuối cùng chàng tự nhủ, cách này thì chỉ có trở lên Dublin để nhờ bạn mình giải quyết gấp cho chứ không thì nguy mất. Và Edward đã trở lên Dublin để gặp lại người bạn của mình, thuộc lại tất cả mọi điều đã xảy ra. Chàng thú nhận: "Bạn ơi,
Tôi thật khổ tâm quá. Tôi vốn chẳng suy nghĩ tí nào về kết cuộc của những trò chơi này. Tôi chỉ sống cho hiện tại mà thôi. Tôi vẫn cho rằng đó là những trò chơi vô hại. Nhưng bây giờ tôi mới thấy nguy hiểm. Ôi, những trò chơi ấy đã làm cho tôi mất Đức Chúa Trời, hoang phí thì giờ, tiền bạc một cách ích kỷ. Cõi đời đời bủa xuống như một đám mây mờ tối trên chân trời của đời tôi. Ôi, tôi không thể nào vượt qua được sự u ám rùng rợn ấy và cảm thấy mình tuyệt vọng. Bạn có cách nào giúp tôi thoát khỏi sự khốn nạn này chăng? Bạn của Edward nhận thấy nỗi lo sợ của Edward thì biết chắc rằng chàng đã được Đức Thánh Linh thuyết phục về tội lỗi của mình, về sự công nghĩa, về cơn đoán phạt tương lai. Bèn rút ra quyển Kinh Thánh bỏ túi. Người bạn lật Kinh Thánh chỉ cho Edward từng chỗ trong lời của Đức Chúa Trời nói rõ thế nào Đức Chúa Giêsu đã chết thế cho tội nhân trên thập tự giá và chịu tử hình thay thế cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời chứng tỏ sự yêu thương Ngài đối với chúng ta là khi chúng ta còn là tội nhân thì Đức Chúa Giêsu đã vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Bởi Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu khổ hại một lần là Đấng công nghĩa thay cho kẻ bất nghĩa để dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18. Bạn của chàng dùng lời của Đức Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 5 câu 24 mà kết luận rằng ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời, không đến sự định tội, song đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống rồi. Edward rất cảm động, chàng đọc lời Chúa và tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình. Thế là chỉ trong giây phút, sự vui mừng thiên thượng tràn ngập tấm lòng Edward mà mới hồi nãy đây đầy dẫy những sự lo sợ hãi hùng. Và Đức Chúa Trời đã biết trước rằng chàng rất cần nguồn vui thiên thượng dạt dào ấy mới có thể vượt qua những thử thách cam go đang chờ đợi chàng trên con đường mới mà chàng vừa đặt bước lên. Chàng ra về, cao rao tin lành khắp chốn, dạng dĩ làm chứng về sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu cho mọi người, không phân biệt người sang kẻ hèn. Đó là một đòn đánh mạnh vào Satan và bè lũ của nó, khiến chúng tức giận vô cùng và tìm cách ám hại chàng. Một đêm kia, giữa lúc Edward đương ngon giấc, thì một kẻ lạ mặt đến gõ cửa và nói, mời công tử đi giảng đạo cho một người đang hấp hối. Thật ra, đó chỉ là một mưu kế của kẻ thù. Đang khi chàng công tử trực tính sốt sáng theo chân người hướng dẫn, thì thình lình trong bóng đêm, một viên đạn nổ nhắm ngay vào trái tim của chàng. Bọn sát nhân hèn nhát, bỏ chạy, tưởng thế nào đối thủ mình cũng phải tử thương. Nhưng sự thật trái lại, Edward vẫn bước đi cách bình an vô sự. Tại sao vậy? Vì quyển Kinh Thánh bỏ túi của chàng chính là tấm bia đỡ đạn, là vị thần hộ mạng cho chàng. Đó là một vật kỷ niệm quý báu mà chàng thường khoe một cách âu yếm, chứng tỏ sự phù hộ của Cha Thiên Thượng. Và mỗi lần chàng thuật lại câu chuyện ấy thì trong mặt chàng như một em bé đầy vẻ kính kiền đăm chiêu, hồi tưởng lại cả lần đạn của kẻ thù. Nguyên khi bị kẻ thù ám hại, viên đạn kia đã trúng vào quyển Kinh Thánh bỏ túi trong áo chàng. Viên đạn xuyên qua Ngũ Kinh Môi-se, lủng cả sách Thi Thiên, các sách Tiên Tri, thấu qua các sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca, rồi khi đến sách Giăng thì nó cày thẳng một đường và dừng lại đúng ngay vào câu 11 của đoạn 17. Đó là: Cha Thánh ơi, xin gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Thiên Dân Dịch Thuật. Điều thâm tâm người mong
Chứng thực quyền Chúa. Thể theo ý muốn Chúa và sự quyết định của ban trị sự địa hạt, vợ chồng tôi từ giã hội thánh Ba Mê Thuộc vào trung tuần tháng 8 năm 1955 về tạm trú tại Nha Trang gần 2 tháng, có đi dự hội đồng gia định và về thăm nhà trước khi đi trà thung. Chúng tôi rời Nha Trang sáng ngày 2 tháng 11 năm 1955. Dầu lúc ấy gia đình chúng tôi đương gặp nhiều thử thách khá nặng nề, con yêu dấu chúng tôi qua đời, anh chúng tôi lâm bệnh trầm trọng, song cậy ơn Chúa, chúng tôi nhất quyết ra đi. Đến Quy Nhơn lúc 9 giờ tối, tạm trú nhà anh em một ngày hai đêm, rồi mua vé xe hơi đi trà thôn. Trời mưa tầm tã đêm ngày, đường xá, cầu cống hư hao sụp đổ khá nhiều. Nhưng lòng chúng tôi nóng nảy, dường muốn bay đến chỗ ngay. Đức Chúa Trời đã bảo vệ cuộc hành trình của chúng tôi một cách lạ lùng. Qua 4 ngày khó khăn được Chúa che chở khỏi nhiều nguy hiểm, chúng tôi đến Bình Nhương, cách trà thôn 5 cây số và cất hành lý xuống tại đây. Sau khi lội một quãng đường bùn lầy ngập chân, tôi đến nhà giảng trà thôn, gặp ông bà mục sư Thìn đương ăn trưa. Được sự vận động của ông bà, ban thanh niên của hội thánh tề tựu lại, dắt nhau đi bộ 3 cây số đường tắt để chuyển đồ đạc chúng tôi về hội thánh. Lộ phí và tổn phí tăng lên gấp 2. Vừa đến nơi tiền đã hết, chúng tôi chẳng biết mượn đâu mà sống qua ngày để lo việc Chúa. Nhìn vào hội thánh sau những năm tàn tạ điêu linh, chẳng còn có ngân quỹ, cả đến tín đồ chưa gọi là đủ ăn, lấy đâu mà vay mượn. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài vẫn thành tín đối với chúng tôi, nên chúng tôi vẫn được sống trong ơn bình an của Chúa đến ngày nay. Trà Thung, một tên mới lạ cho tai chúng tôi khi đọc biên bản bổ chức của địa hạt gửi đến. Thôn bé nhỏ, dân cư độ trên 500 người, nhưng chúng tôi mong ước được như lời tiên tri. Thôn Bethlehem Ephrata vốn nhỏ bé, nhưng từ ngươi sẽ ra một đấng chăn Israel, tức dân ta. Tin tưởng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ thi thố trên hội thánh Ngài bất cứ nơi nào. Trà Thung hẻo lánh xa xôi, một câu thơ giản dị nhưng thực tế lắm, vì cớ ít người cầu thay, mấy ai ghé đến, nhắc đến. Sự giao thông bất lợi vì cách xa quốc lộ, đường lại khó đi, nhất là khi trời mưa, gần rừng núi, nước không được tốt lắm, dân tình nghèo khổ và kém thiếu văn hóa. Thơ từ hầu hết trót tháng mới nhận được. Muốn gửi thơ hay nhận đồ bảo đảm phải đi tỉnh thành, độ 75 cây số mới được như ý. Trước kia hàng 2 tháng mới nhận được số phụ cấp ít ỏi, và mỗi lần đi nhận tổn phí hết 1/4 số phụ cấp. Đến Trà Thung tháng 11, 1955, chưa chuẩn bị kiến thiết gì cả, lòng trí đương nặng lo chương trình Noel, thì ông chủ nhiệm mục sư ông Văn Trung đến ghé thăm hội thánh và chúng tôi. Lòng chưa kịp mừng, kể cả ơn phước do bài giảng phước hạnh như mưa dào và buổi lễ báp tem cho 10 anh chị em quyết định theo Chúa, ông bị cảm gió độc, đau thương hàn, nhập lý rồi qua đời. Về trong nước vinh hiển Chúa, hưởng lấy bao công lao khó nhọc của mình. Trên nghĩa vụ thiêng liêng, người chiến sĩ ngã gục trên chiến trường có gì vinh dự bằng? Chúng tôi lấy gương sáng ấy mà nêu cao trên đời sống chúng tôi luôn, và tin rằng các tôi tớ, con cái Chúa khắp nơi cũng vậy. 2 tuần sau, Noel đến một cách quá ư gấp suốt, vội vã. Ân điển và vinh hiển Chúa đã được tỏ ra cho đồng bào ở đây bởi sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Người kéo đến ồ ạt để tìm hiểu lẽ thật giáng sinh mà hầu hết chưa biết đến. Sau 9 năm tàn khốc và ràng buộc, đồng bào ngày nay được thở hơi nhẹ nhàng đi tìm đường chân lý để đi và được nghe diễn rõ sự tích lạ lùng về đấng cứu thế của thế gian, có một linh hồn tiếp nhận Chúa. Kể từ đó, lửa thánh linh bắt đầu bùng cháy trong lòng những kẻ tin. 7 tháng chức vụ chúng tôi nhận thấy rõ ràng ân điển và quyền phép Chúa hằng ở trên hội thánh Ngài.
Hội Thánh đã khởi sự tái lập ngân quỹ tự trị. Mọi người đều giữ phần trong các cuộc lạc quyên, dầu tiền bạc rất hiếm hoi. Ban chứng đạo cũng được tổ chức theo lối giảng lưu động, có lập 5 lớp trường Chúa Nhật. Hàng tuần đều có nhóm cầu nguyện khu vực cùng học Kinh Thánh, học phước âm yếu chỉ và có giảng tin lành mỗi tối Chúa Nhật. Chúa có ban ơn Hội Thánh đã làm báp tem 2 lần 23 người, cầu nguyện cho gần 20 anh chị em, hầu hết đều đứng vững. Nhiều phép lạ được tỏ ra, vài tuần trước đây nhiều anh em bị thổ tả và kiết lỵ rất nặng, có người gần tắt thở, nhưng sau khi cầu nguyện sức dầu, Chúa cứu chữa lành mạnh và được phục sức ngay, trỗi dậy lo việc Chúa. Có một thiếu nữ trước ngày làm lễ thành hôn bị trúng gió độc, á khẩu, cứng đờ tay chân, mình mẩy lạnh như đồng, cặp mắt đứng tròng và ngất thở đương lúc đêm khuya. Anh em đem tin, chúng tôi cầu nguyện sức dầu, Chúa liền cứu khỏi và sau một ngày cô được Chúa phục sức trỗi dậy dự lễ theo ngày giờ đã định. Thật là tài cứu Chúa rất lạ. Phần đông anh em được đổi mới từ chỗ yếu đuối, liên kết với thế gian, bán tín, bán nghi Kinh Thánh và lời cầu nguyện, bây giờ trở nên mạnh mẽ, phục Chúa và thông công trong Thánh Linh. Nhiều người mới tin được Chúa biến đổi đời sống, trước rượu chè, chơi bời, sắc sược. Nay một lòng tin cậy Chúa là đấng cứu mình, dầu gặp nhiều khó khăn, họ vẫn đứng vững không chịu chối danh Chúa. Tạ ơn Chúa hơn nữa, ngày nay Chúa đã mở cửa giảng tin lành tại đây. Nhờ Chúa vừa giúp, chúng tôi cùng một số anh em cộng tác nhau đi phổ biến tin lành và đã giảng được 3 thôn trong quận Phù Mỹ. Những nơi này cách xa Trà Thôn độ 5 hay 7 cây số, độ 1.500 người được nghe giảng, hầu hết là lần đầu tiên. Phát trên 500 quyển sách nhỏ, tiếc vì sách quá ít nên dầu chỉ phát cho mỗi người lớn một quyển cũng chẳng thấm vào đâu. Mỗi lần giảng, chính quyền xã và thôn rất lưu tâm và ủng hộ bằng mọi cách, từ sự tổ chức đến sự giữ trật tự. Sau mỗi buổi nhóm, có để riêng một giờ đồng bào được hỏi tự do về đạo Chúa. Điều đó càng in sâu lẽ thật vào tâm trí mọi người nghe, tin rằng lời Chúa giao ra không trở về luống nhân, mà sẽ kết quả tùy theo ý muốn Ngài, và chắc chắn Chúa đều dự bị một số dân được lựa chọn để dâng cho danh Ngài. Mỗi lần đi giảng có từ 8 đến 18 người, cả phụ lão lẫn thanh niên cùng đi. Hăng hái mang theo những thứ cần thiết cho buổi giảng như đèn, đờn, sách, v.v. và tự túc đồ ăn đi đường. Có ban hát đặc biệt trong khi giảng. Tạ ơn Chúa, ngày nay những nơi được nghe giảng tin lành có sự bàn tán xôn xao lớn về đạo Chúa. Sau khi đã nghe giảng, xem sách và suy luận, nhiều người ao ước được nghe thêm vài lần nữa để hiểu mà tin Chúa. Và vì nhà giảng Trà Thông ở xa, nên họ lần lữa chưa muốn tin Chúa. Toàn quận Phù Mỹ có 14 xã và mỗi xã trung bình có 10 thôn trở lên. Dân số độ 10 vạn người, hầu hết chưa nghe tin lành, nên khó cho chúng tôi tiếp nhận lời yêu cầu của họ ngay được. Thưa quý ông bà, mỗi lần ra đi, chúng tôi nhìn thấy hàng ngàn người còn ở trong tăm tối. Lòng chúng tôi quặn thắt, đớn đau. Khi trở về Hội Thánh, thấy số người tin quá ít ỏi, nghèo nàn, cả ơn thiêng liêng và vật chất. Khi nhìn lại mình, những thân hình gầy yếu, thiếu ơn, vô tài. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, khi trong xem Ngài là Cha giàu ơn, giàu lòng thương xót, chẳng những không muốn cho con người nào chết mất, nhưng còn muốn cho mỗi kẻ tin đều phải làm việc của Ngài làm, và làm việc lớn hơn nữa. Chúng tôi thành thật tin cậy và đòi hỏi nơi lòng kính Chúa yêu người của tất cả con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi, hầu có đủ phương tiện gây dựng thân thể của Đấng Christ và truyền tin lành mau chóng trong khắp tỉnh Bình Định. Dân số gần 1 triệu linh hồn còn sống trong tội lỗi, chưa hề nghe đến tin lành. Được vậy, xin lưu ý đến các vấn đề như sau. Thứ nhất,
cầu nguyện cho chúng tôi được Chúa sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép. Thứ hai, ủng hộ sách Tin Lành để phân phát cho đồng bào. Thứ ba, có thể đi giảng khắp 14 xã trong quận năm nay. Thứ tư, dời nhà giảng lên quốc lộ số 1, chúng tôi cần 40.000 đồng mới có thể làm được. Thứ năm, có thể tự trị, tự lập hoàn toàn để danh Chúa được vinh hiển. Thành thật ghi ơn các quý cụ, quý ông bà trước. Trân trọng kính lời bày tỏ và kính chúc quý cụ, quý ông bà được dư dật ơn thiêng của Đấng Christ, muốn thật hết lòng. Nay kính, truyền đạo Lê Khắc Tuyển.